các nhà khoa học thụy sĩ đã tìm ra liệu pháp hoàn toàn mới giúp mọc tóc, và nó ngày càng trở nên phổ biến. Đại sứ đặc biệt của chúng ta Tôn Thị Huệ cho biết, nghiên cứu về công thức mới làm tóc dày và chắc khỏe là phương pháp nhanh nhất và đạt được sự phổ biến trên khắp thế giới. Phương pháp trị liệu giúp mọc tóc nhanh hơn ở nam và nữ giới được mong đợi sẽ có bước đột phá trong năm nay. Đây là phương pháp ngăn ngừa hói tóc yếu. Các chủ thẩm mỹ viện tại Thụy Sĩ cho rằng không cần nghi ngờ gì về công thức mang tính đột phá này sẽ giúp phục hồi nang tóc trong vòng 1 tháng. Làm tóc dày và khỏe hơn 6-7%. Sự thành công của công thức mới này là nhờ vào sự phân tích chuyên sâu về chất kìm hãm sinh trưởng tóc. Chủ thẩm mỹ viện và chuyên viên nghiên cứu về tóc từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội đã tìm ra nguyên nhân gây rụng tóc là do lớp collagen bao quanh nang tóc bị hư tổn. Sáng chế này đã được chứng minh bởi thí nghiệm lâm sàng. Phương pháp này cũng đã được thử nghiệm ở Việt Nam. Nhìn tôi quá xấu. Tôi còn không dám ra khỏi nhà. Màng collagen là một vi cấu trúc bảo vệ nang tóc. Lớp màng này rất nhạy cảm khi thiếu vitamin. Chăm sóc tóc không đúng cách, mất cân bằng hormone hay bị căng thẳng. Do những tác động không tốt, lớp màng này dễ bị xơ cứng, gây ra áp lực lên nang tóc và làm suy giảm chức năng. Lớp màng này trở nên cứng hơn, làm chân tóc yếu đi gây ra tóc gãy rụng. Do áp lực từ màng collagen và da đầu, chỉ một số ít dưỡng chất có thể đến được chân tóc. Điều này làm cho da đầu bị yếu đi. Tóc mỏng ngưng dài ra và sau đó dẫn đến gãy rụng. Đây là nguyên nhân của bệnh rụng tóc ở nam giới, hói đầu hay rụng tóc vùng. Các chủ thẩm mỹ viện ở Hà Nội tham gia nghiên cứu này đã tìm ra cách để cung cấp dưỡng chất cho lớp màng collagen bao quanh tóc và giải quyết những nguy hiểm gây ra cho nang tóc. Hợp chất cho hiệu quả cao nhất là sự kết hợp của các tinh chất keratin, hyaluronic acid và collagen. Hiệu quả của những thành phần này rất tuyệt vời và đa dạng. Khi được dùng cho tóc và da đầu, chúng bắt đầu hồi phục và cởi trói cho những lớp màng collagen, giúp cho nang tóc hấp thu dưỡng chất và làm tóc chắc khỏe. Nguyễn Đình Thu, Giám đốc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, chúng tôi đã chứng minh được rằng những thành phần hiệu quả nhất kích thích mọc tóc đều có trong công thức Fosoa. Bước tiếp theo, tái sinh mái tóc, kích thích mọc tóc, giúp tóc dày hơn. Trong công thức, Fosoa cũng chứa hai thành phần có vai trò quan trọng trong việc này và được chiết xuất từ thiên nhiên. Đầu tiên là chiết xuất táo xanh, giúp tóc mọc nhanh hơn. Nó cũng giúp bảo vệ tóc khỏi hư tổn, yếu và chống sự phân hủy nang tóc gây ra bởi gốc tự do và DST, hợp chất gây ra bệnh rụng tóc. Hai là chiết xuất cúc la mã, có chức năng tăng cường lưu thông máu ở da đầu, giúp nang tóc khỏe hơn, làm sản sinh ra nhiều chất sừng keratin hơn, cấu trúc chính giúp tóc khỏe mạnh. Kết quả được khẳng định bởi Mạc Thị Ái. Tóc tôi mọc lại rất nhanh, chúng trở nên khỏe và dài hơn. Thí nghiệm đã cho thấy sau 1 tháng sử dụng, 97% cho thấy tóc của người sử dụng sẽ dài hơn và vẻ ngoài được cải thiện. Đây là lý do vì sao Fosoa nhanh chóng được sự công nhận từ các chủ thẩm mỹ viện và các bác sĩ da liễu tại châu Âu và Mỹ. Họ đã xác nhận chỉ sau vài tháng điều trị tóc của bệnh nhân đã dày lên đến 6-7%. Mạc Thị Ái xác nhận, gần đây, Fosoa cũng đã có mặt tại Việt Nam và đang dần trở nên phổ biến hơn. Điều này đã được chứng minh lâm sàng. Fosoa phù hợp cho cả nam và nữ có tóc yếu và cả những người bị hói. Trong gương tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang mỉm cười vì cuối cùng cô ấy cũng có mái tóc đẹp và khỏe mạnh. Tại thời điểm này, Fosoa không còn được bán tại những cửa hàng truyền thống. Vì vậy, ưu đãi đặc biệt đối với người đọc của chúng tôi đã chuẩn bị một mức giá hữu nghị khi mua trực tuyến. Chỉ trong ngày hôm nay, công thức mới này sẽ được bán với giá khuyến mãi. Tác giả, Tôn Thị Huệ, Unoscience, thông tin quan trọng. Fosoa đảm bảo hiệu quả 100%. Lựa chọn của bạn chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng vì đây là sản phẩm được đảm bảo chất lượng. Chỉ trong ngày hôm nay chúng tôi có giá hữu nghị cho độc giả đã đọc bài viết này. Hãy nhấn vào đường dẫn bên dưới mô tả video này để mua Fosoa với giá khuyến mãi. Mức giá này chỉ được áp dụng trong ngày hôm nay.